Rồi, chào tất cả các bác nha. Đến hẹn lại lên thì hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2022 thì em lên clip mới nhá. Thì hôm nay sẽ lên cho bác như thường lệ thì rất là nhiều những cái máy đã dọn nổ rất là ok nhá. Gồm rất là nhiều những cái loại khác nhau luôn. Máy lớn nhiều. Đấy, ví dụ như mấy cái máy lớn là Robin này, Hitachi này, TD33 này. Đấy. Sẽ lên cho bác một bộ cần xoay này, cần xoay tum nhỏ này. Có bác hỏi này. Sẽ lên cho bác ít cái máy đủ bộ giá rẻ nhá. Và cũng sẽ lên cho bác rất là nhiều những cái mẫu đầu máy tum rời nhá. Tum to, tum nhỏ. Rồi lên cho bác hai con cưa cực đẹp luôn. Đây. Rồi là lên cho bác bộ đôi máy ba lô Shin Daiwa 251 nhá. Đấy. Rồi sẽ lên cho bác cả những cái máy ví dụ như Mitsu nhá, Mitsu T170 này. Đấy. Nhiều, nói chung nhiều, đa dạng và phong phú. Đấy. Rồi cũng sẽ lên cho bác ít những cái mẫu máy cho bác về tự dọn nhá. Gồm rất là nhiều những loại. Đây là những cái máy mẫu máy giá rẻ cho bác về tự dọn. Đấy, tí nữa thì em sẽ lên nốt cho bác luôn. Đấy. Đấy là thế, tuần tự sẽ đi như thế nhá. Rồi. Rồi. Thì tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết. Thế còn ví dụ như bác nào mà phần đầu chương trình thì lúc nào em cũng sẽ dành một ít thời gian để giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương em nhá. Vì chỗ em nó có một cái lợi thế rất lớn, đó là đất chè nhá. Con lưu ý nó đất chè. Tại vì nó là ở địa điểm là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình nhá. Đấy, có nông trường chè Sông Bôi. Đấy, được thành lập từ cách đây rất là lâu rồi. Từ những năm 1960 đã thành lập rồi nhá. Và đến bây giờ là vẫn còn tồn tại. Và vẫn là làm chè nhá. Tính ra là thâm niên của nó là 7-80 năm làm chè rồi. Đấy. Rồi em tiếp tục nhá. Đấy, chè bên em thì đây. Nó là giống chè tuyết thơm búp móc câu rất là ngon này. Đấy, bác nhìn thấy không? Đấy. Nó là chè mới nhá. Chè là chè mới, không phải chè cũ nhá. Đấy. Cái chỗ em nó là giá gốc nên là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian nhá. Bao cho bác là giá là rẻ nhất trên thị trường luôn. Đấy. Không có một cái đơn vị nào có thể cạnh tranh được với cả đất chè nhá. Lưu ý là thế. Thì chè bên em có những cái loại như sau nhá. Loại thứ nhất là loại 140.000 trên một ký này. Loại thứ hai là loại 180.000 nhá. Loại thứ ba là loại 210.000 một ký nhá, tức là có 3 loại. Đấy. Đấy thì các bác mua chè thì bên em ship từ 1 ký trở lên nhá. Đấy. Bác nào mua từ 1 đến 5 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi. Chỉ có từ 26 cho đến 35.000. Và đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 5 ký là bên em sẽ bao ship luôn nhá. Đấy. Trên 5 ký là sẽ bao ship luôn, được chưa? Đấy. Thì các bác mua chè thì liên hệ với em theo hai số điện thoại đây. Bác mua máy, mua chè thì bác liên hệ số thứ nhất nhá. Bác nào mua chuyên về chè hoặc là đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về loại chè ấy thì bác liên hệ số thứ hai nhá. Đấy. Số thứ hai là chuyên về chè luôn. Đấy. Các bác đặt hàng lúc nào cũng được. Ok nhá. Đấy. Đấy. Yeah đây. Thấy chưa? Rất là ngon nhá. Đấy. Thì bên em đang bếp này vẫn đang xào chè đây này. Thì nếu bác nào thích thì nào em quay cho mà xem. Đấy. Rồi. Thì ngoài việc bán máy bãi thì bên em còn bán cả máy mới nữa nhá. Bởi vì là có một thực tế bây giờ là cái nhu cầu các bác phát cước rất là nhiều nhá. Đấy. Phát cước rất nhiều mà cần phải cần những cái loại máy công suất lớn. Đấy. Công suất lớn, hàng tầm trên 40 ly đổ lên nhá. Đấy. Thì chính vì thế là bên em đã nhập về những cái mẫu máy mới 100% như này luôn, hàng full thùng. Ví dụ như mẫu đầu tiên là mẫu này nhá. Mẫu này là mẫu thùng màu đỏ này. Đây. Hàng này là hàng Yamasu nhá. Đây. Yamasu CX430. Đấy, hàng này thì là bi tông 43cc. À quên. Công suất 43cc, bi tông 40 ly nhá. Đấy. Hàng này thì đây. Đấy, hàng này thì mới 100% nhá. Đấy, các bác về dùng hàng mới thì cực kỳ ngon và đảm bảo đây. Hàng này thì các bác phát cước thì bao phê này, gắn xịt thuốc rồi chế xe, chế tàu, chế thuyền. Đủ các kiểu luôn thì đều rất ok nhá. Đấy. Hàng này thì đợt này là lô hàng này là lô hàng em về là lô hàng lần thứ hai rồi. Bán ra thị trường cái dòng này nó phải rơi cửa tầm gần 100 con máy rồi. Đấy. Chất lượng của nó cực kỳ ngon nhá. Khách hàng cái hàng là phản hồi cực kỳ ok nhá. Đấy.
Thì hàng này thì nó đang có cái mức giá rất là tốt đây này. Đấy, bình thường là những cái đợt dạo trước là bên em bán với mức giá là 1.650.000 đấy. Nhưng mà cái đợt này là chót giảm cho bác xuống còn 1.550.000 rồi nhá. Thì bên em sẽ bán hết cái lô này với cái mức giá là 1.550.000 một bộ. Đấy. Đấy, bác nào mua đủ bộ là bao ship luôn, được chưa? Đấy thì còn bác nào mua đầu máy không ấy thì là 1.000.000 một đầu. Máy mới thì bác dùng cực kỳ ngon, đảm bảo nhá. Đấy. Nó đã là mới thì dùng cực kỳ thích rồi. Đấy. Thì về phát cước nhá. Đấy thì cái thằng này nó đi theo tay Gabob này. Đấy, Gabob này, đấy không? Rất ok luôn. Rồi. Mẫu thứ hai nhá. Mẫu thứ hai thì em giới thiệu bác về cái mẫu cắt cỏ hàng cao cấp. Đấy. Cao cấp là hàng này. Hàng này là hàng thứ hai là thằng Kamatsu KM143 nhá. Đấy, thằng này thì nó làm theo đúng mẫu máy của máy Thụy Điển 143. Đấy, đây. Bác nhìn ốc này, nói chung là hình thức máy đẹp, chất lượng cực kỳ ok, ngon nhá. Hàng này thì hàng này thì tính ra là trước em vẫn hay về cái mẫu là mẫu Mitsu VN143 ấy. Thì cái thằng này cũng chính là nó luôn nhá. Đấy, nhưng mà nó được cải tiến hơn. Đấy, cải tiến hơn với nó lấy cái tên khác thôi. Đây, lấy chế của nó là chế đây này, chế Wing Giang này. Đấy. Chế này cũng hai kim đấy nhá, cũng hai kim chỉnh đây này. Đấy. Đấy thì cái thằng này thì nó đắt hơn cái mẫu kia 100k đấy, nhưng mà em vẫn giữ cái mức giá cũ thôi. Đấy. Thằng này thì nó đi theo những cái đây bộ tay Gabob đúng của mẫu máy Thụy Điển luôn nhá. Rồi là nhớt này. Đấy. Rồi là những cái quay đeo của nó rất là ok này, thấy không? Đấy. Dây dao này, dao đây. Đấy. Nói chung là cái thằng này thì nó là hàng cao cấp nên giá nó sẽ cao hơn cái thằng mẫu đầu tiên. Mẫu thứ hai này là bình thường là bên em đang bán với mức giá là 2.200.000. Đấy, nhưng mà chót giảm giá xuống cho bác xuống còn 2.050.000 rồi. Thì bây giờ cũng sẽ giữ nguyên ở mức giá này nhá. Mẫu này hình như là số lượng của nó hình như là còn độ tầm 6 thùng nữa là hết rồi. Nên bác nào mà mua luôn thì mua luôn trong thời điểm này nhá. Đấy. Thì không biết là đợt sau thì chưa biết là bao giờ em lại về hàng tiếp. Đấy. Thấy chưa? Thì bác nào mua luôn thời điểm này dùng, nói chung là mẫu này thì hàng chính hãng của nó dùng cực kỳ ngon, ổn định này. Đấy. Hàng này thì nó bên em đã bán ra rồi nhá. Bán ra rồi với cái mẫu của nó là mẫu Mitsu VN143 ấy, mẫu đấy thì cực kỳ ngon rồi. Thằng này cũng là nó luôn nhá. Đấy, nó chỉ khác mỗi cái tem thôi và được cải tiến hơn về cái chế. Đấy. Thì thằng này là 2.050.000 một bộ này. Đấy, bác nào mua đầu máy không thì là 1.400.000 một đầu nhá. Đầu máy không thì 1.400.000. Đây. Tum lớn này. Tum lớn, tum 330, 430 gắn vừa hết nhá. Đấy. Ví dụ bác nào có những cái mẫu GX35 tàu ấy mà hỏng máy đầu máy rồi thì mua đầu này về lắp cũng vừa luôn nhá. Đấy. Rất là đa năng luôn. Rồi. Mẫu này là 2050 nhá, 2.050.000. Tiếp tục đây. Em giới thiệu đến mẫu thứ ba này. Mẫu này thì nó quá là quen thuộc với các bác rồi. Đó chính là cái mẫu máy 4 thì nhá. 4 thì các bác dùng xăng không. Không phải pha nhớt gì cả. Thằng này là thằng HD35. Đấy, mẫu máy 4 thì HD35. Thì cái mẫu này thì nó làm theo mẫu máy của thằng giống máy của Honda GX35. Nên mà mẫu này thì bên em bán quá nhiều rồi. Đợt về lô hàng này thì nó phải về lô hàng thứ 7, thứ 8 rồi. Bán ra thị trường với mẫu này là hàng trăm con máy rồi. Đấy. Thằng này trên một máy nó có đều có mã số seri này. Đấy, trên máy này. Hàng này thì thôi là khỏi phải quảng cáo nhiều, bởi vì là bên em bán hàng này, dòng này cực kỳ chạy luôn. Chạy ổn định, khách hàng dùng nhá. Khách hàng dùng và khách hàng mua lại cực nhiều luôn. Cái dòng này này. Bởi vì nó quá ok. Đấy. Nên khách hàng mua quá nhiều, mua nhiều nên là hàng này bán bao giờ cũng phải hết đầu tiên. Đấy, và lấy bao giờ cũng phải số lượng nhiều nhất. Đấy. Cái thằng máy 4 thì này, HD35 này. Đấy. Hàng này thì bên em bình thường là đang bán cho bác với mức giá 1.900.000 đấy. Thế nhưng mà đợt này là chót giảm xuống 1.800.000 rồi, nên là giữ nguyên trong cái lô lần này nhá. Là hết cái lô này thôi. Chỉ áp dụng với hết cái lô này thôi là 1.800.000 một bộ. Đấy. Thì bác nào mua đầu máy không thì là 1.250.000 nhá, là đầu máy không. Đấy. Máy 4 thì nhá. Đây, tung lớn đây. Đi theo tay Gabob hết này. Tất cả những cái mẫu này đều tay Gabob hết. Đây. Bob này. Đấy, dao này, các kiểu đi kèm. Mẫu này là 1.800.000 một bộ đây. Rồi. Thì có nhiều bác dùng những cái mẫu máy 4 mini vẫn còn chê yếu.
thì bên em đã về thêm một cái mẫu này, nó là hàng gọi là cực kỳ ác liệt luôn, hàng công suất lớn nhất trên thị trường bây giờ luôn. Đó chính là mẫu Kawasaki, à không phải Kawasaki, Kawashima KS53E. Đây, 53E. Thằng này thì công suất của nó là 53cc, bít tông của nó là 44 ly. Đấy, đây, các bạn nhìn này, thiết kế cực kỳ ok, ngon lành luôn nhá. Đấy, thằng này thì nó làm đúng theo mẫu máy của thằng Kawasaki TJ53. Đấy, thì cái thằng này thì nó đang là một cái trong những cái mẫu hot trên thị trường đây này. Đấy, nó chế của nó là chế hai họng nhá, có kim chỉnh nhá. Đấy, đấy cho bác nhìn này, máy móc của nó đi xeo tay ga bóp này. Đấy, tay ga bóp này. Đấy nhá, tay ga bóp cực kỳ ngon luôn. Đấy, thì cái mẫu này thì giá của nó là bình thường là đang bán với bác mức giá là 3,2 triệu đấy nhá. 3,2 triệu, nhưng mà chót giảm cho bác xuống còn là 3,050,000 đi. 3,050,000 một bộ nhá. Đấy, thì số lượng dòng này chỉ có 3 suất nữa là hết rồi, không có nhiều nhá. Đấy, nếu bác nào mua thì tranh thủ mua luôn nhá. Cái dòng này thì với cái mức giá này thì cực kỳ tốt này. Nếu mà bác nào muốn mua cái máy TJ53 chính hãng của nó là nó phải rơi cửa tầm trên 6 củ đấy nhá. Đấy, thằng này là 3,050,000. Và chất lượng của nó thì tương đương nhá. Chất lượng cực kỳ ngon luôn. Đấy, thằng này thì nhiều nơi họ bán rồi, chứ không phải là riêng bên em bán đâu nhá. Mà giá với mức giá này thì bao cho bác là cạnh tranh trên thị trường luôn. Đấy, cạnh tranh toàn quốc luôn nhá. Đấy, thì tất cả những cái mẫu máy mà bên em vừa giới thiệu đây thì xuất xứ của nó thì đều là xuất xứ Trung Quốc nhá. Và nhưng mà nó là hàng công ty nhá. Và được các đơn vị Việt Nam là nhập về là phân phối cho các đại lý. Đấy, và tàu những cái dòng này là bên em đã được kiểm nghiệm rồi, tức là đã nhập về rồi, bán ra thị trường rồi. Máy không có lỗi lầm gì mà dùng cực kỳ ngon và ổn định. Đấy, chính vì thế là các bác cứ yên tâm mà sử dụng thôi, không phải lo nghĩ gì cả. Đấy, mà các bác dùng máy mới thì cực kỳ ngon rồi. Đấy, nó là mới thì có tiền mua mới thì cực kỳ ngon, mà giá thì nó rất là phải chăng thôi, nó chỉ ngang với những cái máy bãi thôi nhá. Đấy, mà chất lượng của nó thì ok hơn nhiều. Đấy, rồi tiếp tục đây, thế bác nào mà ví dụ như không thích hàng China thì có thể là lấy cái mẫu hàng chính hãng xịn đây. Thì em có nhập về hai máy này, hàng chính hãng xịn là hàng Honda GX35. Đây, Honda GX35, con này là hàng chính hãng xịn này, hàng Thái này. Tuy nhiên rồi giá của nó sẽ là cao đây, đây, mã số này, số CG, tem chống giả, chống giết có hết đây, được chưa? Đấy, Honda đây. Thì hàng này thì đương nhiên rồi giá chính hãng của nó sẽ là cao luôn. Đây này, mà phiếu bảo hành 1 năm luôn đây này. Đấy, thì hàng này thì bên em là bán cho bác với mức giá là thanh lý luôn, thanh lý thu hồi vốn, phải nói là thế. Đấy, là 4,7 triệu nhá, 4,7 triệu là thanh lý thu hồi vốn. Đấy, bởi vì là mấy cái thằng này là giá của nó cao, là chỉ có những gọi là những bác gọi là dân chơi sành điệu thích hàng chính hãng mới thì mới mua thôi. Đấy, thế còn ví dụ như là các bác đa số các bác nông dân thì kinh phí nó eo hẹp, thành ra là cũng không ít khi đầu tư mạnh. Đấy, chính vì vậy là em định nhập về cái mẫu này để xem thị hiếu như nào thôi, nhưng mà nó cũng không thấy người hỏi vì giá nó cao. Nhưng mà là đây là em bán cho bác với mức giá này là mức giá là thu hồi vốn thôi nhá, thanh lý thu hồi vốn thôi. Đấy, nên là các bác không sợ cao nhá. Bình thường những cái giá khác trên thị trường là nó bán cao lắm. Đấy, nhưng mà đây là thu hồi vốn. Đấy, thu hồi vốn nhá, là 4,7 triệu một bộ nhá, là đầy đủ luôn cả máy cả cần đấy. Rồi, tiếp tục đây. Thế bác nào mà thích mua lưới Nhật mới thì bên có lưới Nhật mới này. Nhật mới thì có hai loại nhá, loại to và loại nhỏ. Đây, lưới tròn nhá, lưới tròn gắn hợp kim này. Loại lưới to này là đường kính 255 này, là 85.000 một lưỡi nhá, 85.000 lưỡi Nhật mới luôn. Thế còn máy đường loại nhỏ đây thì là loại nhỏ đường kính 230 này thì là 72.000 nhá, 72.000 Nhật mới. Đấy, đây là Nhật mới 100%. Thằng to là 85, thằng nhỏ 72. Đấy, rồi tiếp tục đây. Thế bác nào mà muốn mua cái lưới hàng bãi thì bên em cũng có luôn nhá. Đấy, lần này về số lượng nhiều. Lưới Nhật bãi của nó thì ví dụ lưới nhỏ đủ me, gọi là lưới đẹp đi. Đây, ví dụ như cái lưới này gọi là lưới đẹp này, 10 me như 10 nhá, 10 me như 10. Thì cái mẫu này
gọi lưỡi đẹp này là tính cho bác là nếu mà 10 đủ me, 10 me như 10 ấy, hợp kim đủ luôn này thì là 30.000 một lưỡi nhá. Đấy, thế còn cái thằng lưỡi lớn này, lưỡi lớn này thì cũng đủ me luôn nhá, thì là 40.000 nhá. Đấy, nó chênh nhau 10.000. đấy, được chưa? Thế còn những cái lưỡi xấu thì tùy nhá. Lưỡi xấu thì lưỡi xấu mà mẻ răng ít ấy thì 12.000 nhá, tức là mẻ răng ít thì 12.000. Thì nó gọi là mẻ răng nhá, mẻ răng nhá. Mẻ răng ít thì 12.000 một lưỡi. Lưỡi còn đẹp thì 30. Đấy. Mà đã là lưỡi mẻ răng thì các bác đừng đòi hỏi về ấy nhá, gọi là chỉ mẻ ít thôi. Mẻ ít 12.000. Đấy. Thì có những cái mức giá như thế nhá. 10 răng như 10 thì 30 là lưỡi nhỏ. Lưỡi 10 răng như 10 lưỡi mớn lớn thì là 40. Còn lại mẻ ít 12.000. Mẻ ít nhá, 12.000. Rồi, ok. Rồi. Nó đi vào chủ đề chính đi. Bây giờ mới là đi vào chủ đề chính này. Thì đầu tiên thì lúc nào em cũng đi thanh lý nốt cho bác ít cái đầu máy này, giá rẻ là cho bác về ấy nhá. Về gọi là dọn lên, tự dọn này. Đây có mấy cái hàng này, sau đó là em sẽ đi vào chi tiết. Đây này, có mấy cái trước mắt là trước đầu tiên là mấy cái mẫu cho bác về tự dọn này. Đây thì có, đây có cái mẫu này là máy thằng cái thằng này là thằng Tanaka đen này, 220, thằng này có đà này. Thằng này máy có đà nhá. Đây. Đây là pin đà này. Pin đà củ đà nó nằm đây này. Đấy. Nói chung là máy có đà. Máy đà nhá. Thằng Tanaka đen có đà này. Thằng này thì đấy. Cập tế hơi tốt này. Đấy, hơi tốt, củ đà vẫn kêu răng rắc. Được chưa? Đấy, cái thằng Noqua Noqui nhá, PQR nhá, R này. PQR1 này, con này tính cho bác giá là đấy nhá, cái này có để mai bổ sung cho bác thêm cái lắp xăng nhá. Đấy, máy của nó như này nhá. Được chưa? Đấy. Con này có đà này. Đấy. Đây nó gồm có như này thôi nhá. Con này tính cho bác giá là 300, được chưa? Đấy. R1 300. R2 này. Bây giờ hai có cục này khá là đẹp và em khá là tâm đắc với cái cục này này. Cục này cùng Mitsu nhá. Mitsu P12. Đây. Mitsu T12 này. Nó để tem Mazuyama nhưng mà cục này là cục Mitsu nhá. Cục này thì bác nhìn thấy bố côn nó còn gần như mới này, thấy không? Sợ thật mấy cái cục này. Cái con này nó bình xăng trên nhá. Bình xăng trên mà nó xài IC nhá. Đây này các bác nhìn thấy IC nó nằm đây này. IC tép to đùng nó nằm ở trong cái dưới cái bình xăng này. Con này đời này xài IC nha nên là không phải lo nha. Đấy không phải lo này. Nó bị gãy cái cổ xăng này nhưng mà mai bên em sẽ thay cho bác cái cổ xăng khác và thêm cho bác một cái chế nữa nhá, là cho nó đủ bộ, được chưa? Thì các bác về tự dọn. Đấy. Nó là thế nhá. Đấy. Nó vận chuyển nó bị gãy thôi. Con này thì các bác nhìn quả bít tông nó còn cực đẹp luôn, mới lắm. Đây. Không có sọc xước gì đâu. Đấy, hai bạc luôn này. Con này hai bạc luôn này. Nòng bao đẹp luôn nhá. Đây, quay này vẫn chơi chắc lắm. Đấy. Mitsu nhá. Mai gãy cái buji này, mai em sẽ thay cho bằng cái buji khác này. Bổ sung thêm một cái cổ chế này và một cái chế nhá. Đấy. Chế bên em nó có loại này bên em đợt. Đây chả, ví dụ như trên loại này chẳng hạn. Đấy. Loại này thì bên em rất là nhiều. Đấy. Thì những cái con này thì mấy bác nào thích dùng chế chảy thì dùng, hoặc là các bác có thể là chuyển sang chế hai kim bình thường nhá. Đấy. Mitsu nhá, hiệu Mitsu luôn. Đây, cái dây giật nó bị thòi lòi ra đây. Đấy. Được chưa? Nó còn trắng lắm. Đấy, mấy cái dòng Mitsu này thì bền lắm. Đấy. Đấy, hơi cực kỳ ác luôn. Đây, nhìn đây này, đẹp tuyệt vời luôn này. Đấy, đẹp lắm, hai bạc luôn. Hai bạc dày luôn. Cái này thì bác nào mà dọn được những cái con máy này lên thì thôi, nhìn cái bố này đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Mình thích những cái loại máy nó đời nó sâu sâu cổ kiểu này. Đấy, tum 260 nhá,
Tumai 60 gắn vừa xịt thuốc này. Đấy, các bác lấy cái đầu này về gắn xịt thuốc là chuẩn luôn. Đấy. Bình xăng không bể đâu nhá. Con này bình xăng không bể vỡ gì đâu nhá. Đấy. Được chưa? Con nào nên chế ngang ngang dòng này thì ngon. Nếu con nào mà không thích thì mẹ nay báo bên thêm tiền vào bên em lại lên cho. Chuyện rất bình thường thôi. Giờ 2 nhá. Giờ 2 cục Mitsu này hơi ok, chắc nửa cũng ok luôn vì đời này xài IC này, IC tép này. Cục này tính cho bác giá là bao nhiêu được nhỉ? 250.000 nha. Đấy. Để thêm cho bác cái cổ chế này, mấy một cái chế. Đấy, còn đâu các bác về tự xử. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục này. Đây em khóa đầu này này. Đầu này là đầu thằng gì đây? Thằng TD TD33 à TD24 bình xăng trên này. Nó thiếu một cái bình xăng trên này. Thì bác về kiếm bình xăng trên bổ sung vào là đầy đủ nhá. Đấy. Chế chiếc ngon này. Này, tum. Bố thì bố bị bung mất một bên nhá. IC tép còn. Đấy. IC tép còn. Thôi nha. Hơi ngon luôn. Đấy, hơi ngon nhá. IC tép còn nhá. Đấy. Được chưa? Các bác phải gì bổ sung thêm cái bình xăng nữa là thành con máy thôi. Đấy. TD24 nhá. TD Kawasaki TD24. Ghi mới bổ sung thêm một cái nửa bên của cái côn này nữa là xong. Đấy. Nó cũng đơn giản đây. Con R3 nhá. R3 con này tính cho bác giá là 200. 200 bao nhiêu được nhỉ? 280.000 được chưa? Đấy, 280.000. Tiếp tục đi. Có con này là tương đối ok đây này. Con này là con máy lớn đây này, con Tanaka đời mới này. 25cc nhá. Con này nòng 34 ly này. Có giật trợ lực nhá. Đấy, giật trợ lực. Giật trợ lực là đây. Con này bố thì còn giấy cui nhá. Thấy không? Còn giấy cui luôn. Tum dài, tum nhỏ, tum 260 nhá. Đấy. Tanaka. Dòng này thì các bác về nên một cái bình xăng dưới và lên chế 2 kim là đúng bài luôn nhá. Đấy, nòng 34 ly. Chặt trợ lực thì hơi cực kỳ ngon luôn. Đấy, có cả trợ lực luôn. Đấy. Cái này thì con này thì quá tuyệt vời rồi. R4. Cân R4 nhá. Con này tính cho bác, cục này tính cho bác giá là 500 này. À, tôi tính cho 450 nhá. Cục này 34 ly đời mới. Hàng này xài cực kỳ ngon luôn. Trợ lực luôn. Đấy, bác về tự làm nhá. Rồi. Tiếp tục đây. Đây em lên cho bác một con đây có lên cho bác một con cục xác máy cưa này. Con này con cưa to này. Cưa này là con cưa Echo 441 này. Con này trước bán cho một bác rồi nhưng mà lại cuối cùng lại quên mất cái địa chỉ. Thế là cuối cùng là không thấy địa chỉ đâu cả. Đấy. Thì con này thì nó về nó còn như này nhá. Em kiểm tra là mở bi tông, mở bô kiểm tra. Đây. Cái bô nó ở dưới này này. Mở bô kiểm tra là ngon nhá, không có sọc xước gì cả. Hơi ngon. Con này hơi ngon này. Hơi là ok này. Đấy, hơi rất ngon luôn. Đấy, hơi ngon. Nhưng mà nó thiếu chế nhá. Con này bị thiếu chế này. Thế xong là bỏ từ đấy luôn. Nó thiếu mất chế. Bác nào về bổ sung chế vào. Đấy, với cả cái mọi chức năng của nó thấy còn rất ổn. Con này đủ đồ này. Đấy, đủ đồ này. Đấy, thiếu chế nhá. Nên lưu ý là thiếu chế. Thiếu bình xăng con. Thiếu bình xăng con. Hơi ok nhá. Nửa thì chưa kiểm tra. Đấy, nói chung là thì bỏ nó thiếu đồ nên là cũng không đụng chạm gì cả. Con này là con Echo 441 nhá. Bác nào làm được dòng này thì làm nhá. Đấy, 441 này. Tức là đã kiểm bô là thấy ok này, không sọc xước gì này. Đấy, thì báo lại cho bác như thế thôi. Đấy, nhá. Đây, nắp xăng, nắp e rồi là các kiểu đầy đủ nhá. Đấy. Thế bác nào chuyên làm về những cái dòng này thì chắc là có đồ.
thì lấy những cái dòng này thì nên nên dọn nhá. Đấy. Đấy, báo cho tình trạng là như thế nhá. Tình trạng là thiếu bình xăng con. Đấy, còn đâu là đủ đồ. Đấy. Không bể vỡ gì nhá. Không bể vỡ gì đâu. Đấy. Rồi. Hơi ok. Cục này cũng ER5. ER5 nhá. Con ER5 này là Sakura Echo. Có thể tính cho bác giá là đấy, bán như này là 700k rồi. 700k. Chưa phí vận chuyển nhá. Đấy, lưu ý là thế, tất cả những cái giá em báo là chưa có phí vận chuyển vào trước gì đâu. Đấy. 700k. Tiếp tục đây, em lên con tiếp theo nhá. Là một, có con này cực kỳ ngon này, tâm đắc này. Con này là con Tanaka Made in Japan 2264 này. Đấy. Con này 26 máy 26 lòng 34 nhá. Tanaka đen mà máy lớn. Mà con này hơi tiếc một chút là do vận chuyển là nó bị bể mất cái vỏ này. Bể mất cái vỏ này, các bác về thiết kế cái vỏ khác ốp vào nhá. Đấy, bù đen xì này. Đấy. Con này tum rời tum 260 này. Đấy, bù của đen xì luôn, thấy không? À quên, bố còn dày. Đấy. Tanaka đen dòng này nổ cực ngon luôn. Hơi thấy ngon này. Đấy, hơi thấy ngon. Hơi ngon. Đây, bị bể chỗ này nhá. Đấy. Bình xăng lớn không bể không biết gì đâu nhá. Đấy. Lắp xăng lắp ER đầy đủ, nói chung đủ đồ nhưng bị bể chỗ này. Đây. Cục ER6. Con này máy 26 này. ER6 con này tính cho bác cục này là cục này là cho bác về tự làm nhá. Cục này là 350. Được chưa? Đấy. 350 về tự làm. Đấy, tự dọn. Đủ đồ, được chưa? Đấy, hơi ngon. Đấy. Bây giờ thì mình cắt cái này đi xong mình chế lại bằng cái úp khác. Thế là thành con máy chạy phê phé. Thế thôi. Được chưa? Cái cục này tính cho bác 300 đi. Con này cục này là giật nó hơi bị xào bi nhẹ nhá. Hơi bị xào bi nhẹ. Các bác về nằm lại. Nhẹ thôi chứ không phải nặng gì đâu. Đây. Đấy. Đấy. Rồi, 300 nhá. Rồi tiếp tục đây. ER7 này, ER7 lên cho bác cục này nhá. Cục này là cục TF24 này. Cục này thì nhìn thấy rất là khá là niền nạc này. Đấy, niền nạc mới này, trông rất mới luôn. Có sẵn tum cho bác luôn này, thấy không? Vỏ ok này. Đấy. Đấy, cục này thì nhìn thấy đẹp đấy. Sáng sủa. Rồi, hơi cực chắc luôn. Hơi chắc lịch luôn nhá. Đấy. Đấy, hơi chắc. Máy đẹp, có sẵn tum luôn. Được chưa? ER7 đi. ER7 TF24 24cc. Cục này tính cho bác giá là 350 nhá. 300. Xem nào. Cục này tính xem nào. Cũng không rõ đâu nhá. Cái này mình xăng con nghe còn đẹp lắm. Cục này dễ là đổ xăng lổ luôn. Cục này tính cho bác 320.000 nhá. 320.000. Được chưa? Rồi. Giờ 7 320.000. Tiếp tục đây. Nó có một cục tiếp theo này. Cục tiếp theo là cục này nhá. Đây. Cục Shinewada này. Đây, cục Shinewada đây. Đấy, cục này là pin ở đây củ đà đây này, củ đà đây. Shinewada S23 nhá. Có đà nhá. Đấy. Hơi chắc này. Đấy, hơi chắc. Đấy, củ đà vẫn còn kêu. Đấy, kêu cánh cách hơi chắc. Đấy, cục có đà này. Shinewada có đà là G8 này. S23 nhá, G8 này. Cục này tính như thường lệ cho bác đây. Đấy, cục này không có pin nhá. Có pin này. Cục này tính cho bác giá 300 nhá. Này không có pin. Đấy, bác về tự làm. 300. Tiếp tục đây. Đây có cục tiếp theo, cục TF này. À, cục này là của hôm trước, bỏ qua. Đây có cục này nhìn thấy khá là ok đây này. Đây, gì đây? Dính vào nhau này.
Ui, nghe. Bực đá mình. Đây nhá. Cục này là cục khá nhìn khá là ok đây này. Cục này là cục Singu Singu ba lô tháo xuống này, Singu 24 này. Có sẵn tum luôn này, tum 260 nhá. Cục này các bác về chế cháo gắn xịt thuốc này. Đấy, 24cc này. Chế ngang nhá, cục này chế ngang luôn này. Giật trợ lực nhá. Thấy không? Giật trợ lực to này. Máy 24 nhá, các bác về thêm cái bình xăng nữa là đúng bài luôn. Được chưa? Đấy. Rồi. Giật hơi thế ok này. Đấy. Đấy. 24 nhá, 24 Singu đời mới đấy, chế ngang luôn. Đấy, thêm mỗi bình xăng nữa mà là ok thôi. Cục này là cục R mấy rồi? R9 nhá. R9 là cục này là máy đời mới này, cục này tính cho bác giá là chế ngang luôn này. Cục này máy 24 tính bác cục này là đấy là 450 nhá. 450.000. Đấy, ok chưa? Rồi. Tiếp tục đây. Nên cho bác cục tiếp theo một cục có đà liếp này. Nốt là hết à đây. Cục này cục Shinaiwa nhá, Shinaiwa có đà nhá. Shinaiwa 23cc này. Đây là pin đà này, đây là củ đà này. Đấy, thấy chưa? Đấy, quay một vòng cho bác xem nhá. Rồi, hơi này. Hơi ngon luôn. Đấy. Đấy. Cục R10 nhá. R10 này. R10 cục này tính cho bác giá là 350 nhá. Cũng như mọi hôm thôi. Đấy. Có đà. Rồi. R10 350 này. Đây, nốt cục này có đà nữa này. R11 này. Cục có đà này. Xin đây qua nhá. Đây là pin đà này. Đây là củ đà này, nha. Quay một vòng này. Đấy. Rồi ngon đấy. Không biết nó kêu cạch cạch cái gì. R12. R10. R11 nha. R11 con này tính cho bác à. 300 đi. Đấy. Rồi. Giờ 11 này. Rồi, mấy cái nạt vặt này thôi bỏ qua nhá. Rồi mai kiếm được cái tí đầu máy nó lên tiếp. Giờ 11 xong nhá, hôm nay nên tạm cho bác mấy cái đầu máy này thôi nhá. Đấy, thì giờ mới đi vào đây bác nào mua hàng ấy này tự dọn mấy cái hàng rẻ rẻ để bán cho bác này. Đây có cái cục này Kawasaki TG này. TG bao nhiêu đây? TG20 nhá. TG20 này. Đấy. Tay lái đầy đủ này. Đầy đủ này, đầu bò chén kẹp. Đầy đủ này. Đấy, đầy đủ nhá. Cục này đây. TG20. Đấy, thôi thấy ok nhá. R12 này. TG20 nhá, R12 này. Cục này tính cho bác giá 450 nhá. Đấy, 450. Đấy, cả máy cả cần nhá. Cái cục có như này thôi này. Như này nhá, bán như hình nhá, không bao bụng gì đâu nhá. Đấy các bác tự xem tự nghiên cứu. Xem có làm được làm nhá. Đấy. Đây, hơi này. Đấy, thấy chưa? Rồi tiếp tục này. Em có con tiếp theo nhá. Con tiếp theo là con Singu này. Singu 201 nhá. Con này chế ngang này, bình xăng bị bể này. Đấy. Đây Singu này, 201 20cc này chế ngang luôn. Đấy, cần có đầy đủ tay lái nhá, có cả một cái dây luôn này. Đầu bò chén kẹp đầy đủ nhá. Đây đầy đủ này. Đấy. Chén kẹp đầy đủ. Con Singu này hơi chắc nhá, hơi cực chắc luôn. Đây. Hơi rất chắc luôn.
dây giật quần trắng này. Đấy. Cái này thì công việc của bác về thì thay cái bình xăng đi, xúc rửa chế là chạy thôi, là thành con máy thôi. Đấy, được chưa? Con ER13 con này tính cho bác giá là 450 nhá. Đấy, các bác về tự dọn làm gì này. Đấy, nó đủ đồ như thế nhá. Đấy, về thay bình xăng đi. Rồi tiếp tục này, có con này à, con này hơi ngon này. Con này là con Echo nhá, Echo 208 nhá. Đấy. Nó bị đây, nó bị gãy một cái cổ chế này, gãy một cái chế, mai em thay cho bác cái chế khác nhá. Thay chế khác. Đây, cổ chế vẫn còn. Mai thay cho bác chế khác là đủ đồ thôi. Đấy nhá. Bình xăng con này không bể vỡ gì đâu nhá. Đấy, trông thế này thôi nhưng mà không thấy bể. Con này là giá trị ở bộ cần này. Bộ cần này là bộ cần xoay nhá. Cần xoay này. Đây, đầu bò chén kẹp đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ đây. Đấy. Đầu bò to nhá. Con này đầu bò Echo, đầu bò to này. Con này giá trị ở bộ cần này này. Đấy, bộ cần này cần xoay nhá, cần dài cần xoay. Con này là Echo 208. Đây. 208 này. Đấy. Cái này thì mai em lắp thêm cho bác cái chế nữa là đủ thôi, đủ đồ thôi. Cái cần là hơi nó ngon đây. Hơi ngon nhá, nửa thì không biết. ER14 tính cho bác 14 tính cho bác 4,5 nhá. Đấy. Đấy chưa? Rồi. 4,5. À, thêm cho bác cái chế cho đủ đồ nhá. Rồi, à đây em có cái bộ cần này. Bộ cần này có bác hỏi đây này. Rất là ok luôn nhá. Bộ cần này là bộ cần tum nhỏ, tum 260 này. Này, bộ cần này bác nhìn lên tay không này. Chuông côn còn như mới nhá, dày cực kỳ luôn này. Cần này nó là cần tum nhỏ nhưng nó còn xoay được nhá. Xoay được này. Đấy, cần dài nhá. Đây. Cần dài này. Đầu bò chén kẹp đầy đủ nhá. Đấy. Đầu bò to khủng. Đấy. Ống 24 nhá. Cần xoay. Cần này đẹp này. Đấy, thấy không? Êm, năn êm luôn mà nó lại dày cực kỳ luôn. Cũng nói chung bộ này bền lắm. Đẹp. Bộ cần này tính cho bác giá 300 nhá. Đấy, cần xoay. Ok. Rồi. Bây giờ là đi vào bây giờ mới bắt đầu là đi vào chính thức này. Test cho bác mấy cái đầu máy này trước này. Sau đó là đến cái lô máy này nhá. Đấy. Thì cứ theo lần lượt thôi. Cái này là ER bao nhiêu rồi? ER14 này. ER15 thì là mấy cái đầu máy này. Đầu máy này đầu tiên là mấy cái đầu máy tum dài trước nhá. Tum dài này. Tum dài đây có cái đầu S-Tin này. Đầu này đẹp này. Đầu này hôm trước 26 nhá, S-Tin 26 này. 26 nòng 34 ly nhá. Đầu này đẹp này, bố côn dày cui luôn. Đấy, mặt tiền đẹp này. Sáng choang luôn nhá. Đấy. S-Tin. S-Tin sắt này dùng bền lắm. Đấy. Này thì đã lên chế ngang cho bác luôn này. Cái chế của cũ của nó là chế quả ga nhá. Chế không phải quả ga mà chế máy cưa, khó dùng. Con này ngon lắm. Con này thì đẹp tuyệt vời rồi. Rồi, con này thì khôi khỏi chê rồi. Đấy, mới lắm. Con này bác mở bố côn ra nó còn giờ như máy mới cưng cựa luôn. Nhìn máy đẹp, nói chung là máy đẹp lắm. Đấy, 26 nhá, 26 nòng 34 hiệu S-Tin. Dòng này dùng siêu bền luôn. Đấy, đã trên lên chế ngang luôn, thấy không? Đấy. ER15 nhá. ER15. ER15 này quá là ngon luôn, tip. R15. Con này tính cho bác giá là 1,1 triệu nhá. Đấy. Con này 1,1 triệu đây. R15 1,1 triệu này. Máy 26 34 nhá. Con này thì ngon tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, tiếp theo là một đầu Mazu nhá. Mazu 23. 23cc, nòng của nó 32 ly, tum giờ, tum 260. Sẽ giữ lại những cái tum này để thử máy nhá, không bán những cái tum này đâu. Đấy. Con này thì đẹp rồi. Vỏ viết ok.
bình xăng vỡ thì thay bình xăng mới thôi. Đấy, trong tàu này trong lốp có made in Japan này. Đấy. Con này thì ngon. Đây. Đấy, nó chạy êm ru rồi nha. Đấy, lốc niếc sáng quắc luôn. Bố gung còn dày cui. Đấy. Giờ 16 nhá, 16 là Mazu 23 quá tuyệt vời luôn. Giờ 16. Nghe tính cho bác giá 850 nhá. Đấy. Con này ngon lắm, nó không ngon không lấy tiền. Đẹp. Thấy chưa? Rồi. Giờ 16, giờ 17 này, giờ 17 lên cho bác một con đây, lên cho bác con này đây, con này là máy công suất lớn nhá. Con Hitachi 33cc, nòng con này 38 ly. Con này là nó bị thiếu bình xăng lớn. Đây thì em có lấy cái bình xăng này để thử máy cho bác này. Đấy, bác nào về chế cháo thì bán kèm cho bác luôn cả cái bình xăng này luôn. Đấy, cả dây. Thế con này là bên em đã lên chế hai kim nhá. Đây, chế hai kim này, gà ngang này. Đấy. Con này thì tình trạng bây giờ nó đang thiếu bố này, thiếu bố côn nhá. Đấy, bán tình trạng lên cả hai ốc em vẫn nắp cho bác đây. Bác nào về kiếm cái bố côn nắp vào là ok thôi. Đấy. Hoặc là về bác nào mà kiếm cái bình xăng lớn nắp vào thế là xong. Hoặc là bác nào chế cháo thì lấy luôn bình xăng này, không cần. Đấy. Đây thì còn máy thì ngon. Quá các bạn luôn nhá. Đấy, chế cháo thì năng nào về chế cháo thì đúng bài luôn. Tung lớn nhá. Nhá. Quá ngon nhá. Con này nổ quá giòn luôn. Đây, bán y chang như này. Cả một cái bình xăng này luôn cho bác luôn. Đấy, thì tính cho bác là cục này là cục. Con này máy lớn này, nòng 38 ly này. Tung lớn nhá. Giờ 17. Giờ 17. Cục này tính cho bác giá là 650 nhá. 150.000, được chưa? Đấy, tình trạng như thế nhá. Đấy, thiếu bố côn này. Đấy. Ok. Đây. Nên cho bác cục này thì đầy đủ luôn này, cho bác về dùng luôn. Cục này là cục công suất lớn TD Mazuyama hay là TD Kawasaki TD33 là nó luôn. Đây. TD33 này. Đấy. Đấy, sẽ giữ lại những cái tum này để thử máy này. Cục này tum lớn nhá, tum 330, 430 gắn vừa hết. Đấy, bác mua những cái đầu này thì thay cho những cái máy ví dụ như là GX35 hoặc là GX3K, 4K thì đấy. Đây thì con này đã lên chế hai kim hết này. Thấy không? Lổ thì ok. Quá ngon luôn. Này. Đấy. Yeah. Rồi. Máy cục này máy lớn nhá. Máy lớn G18. G18 này. Đấy, cục này đã lên chế hai kim này, thấy không? Cục này tính cho bác giá là đấy, bình xăng bình trước đầy đủ ok. Đấy, về các bác dùng luôn thôi. Cục này tính cho bác giá là mình cho bác giá lên chế ngang nhá. 750. Được chưa? Đấy. Rồi. Tiếp tục này. Đây lên cho bác cục này là cục hơi bị vip đây này. Bác hỏi dòng này cực nhiều luôn này, giống Mitsu này. Mitsu T170 nhá. Đấy. Dòng này thì bên em đã dọn chế nguyên bản của nó luôn. Đây, chế nguyên bản nó là chế đây. Đấy, chế nguyên bản là bình xăng trên chảy xuống. Đấy, sẽ giữ lại cái tum này để thử máy này. Mấy cái con này nó có một đặc điểm là ví dụ như bác nào mà không thích dùng cái chế này, bác muốn lên chế ngang thì nó lại rất là thuận tiện nhá. Thứ nhất là nó là thuận tiện này, nên lên kiếm một cái bình xăng úp đặt dưới này và lên chế ngang nhá, là tùy cái bác nhá. Còn bên em thì vẫn đang dọn chế nguyên bản. Con này là thuận này, con này máy thuận này,
Có nghĩa là cái chế nó nằm đằng này, cái bô nằm đằng này. Cái bình xăng của nó ví dụ như này nó gọi là thuận này. Ví dụ như con Destin này là thuận này. Đây là bình xăng nó đặt này, nắp là đây này. Chế là đây này. Nó giống con này luôn nhá. Đấy, nó có một cái con dòng khác, nó có cái đặc điểm khác là nó bị nghịch nhá. Nghịch là có nghĩa là cái chế nó nằm bên này, xả nằm bên này. Đấy, thì con này là thuận này. Nên con này nó sẽ là đắt tiền này. Đấy nhá. Đấy. Mitsu T170 thì là bố lớn nhá, công suất là 33cc nhá, lòng 36 ly, được chưa? Con này thì quá đẹp rồi. Đấy, chưa dọn rửa gì đâu nhưng mà bên em đã nên chế bình xăng còn trắng này. Bây giờ nào nổ cho bác xem luôn. Quá tuyệt vời chưa? Ăn tiền chưa? Quá ăn tiền luôn. Được chưa? Đấy. Rồi, thì con này thì là ăn tiền rồi. R19 nhá. R19 này. R19 ngân tính cho bác 900 nhá. Ăn tiền của thiên hạ nhá. Đấy. 900 Mitsu T170. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục đây. Đây em có về được một cặp Sinewa này. Con này là bán cho bác đủ bộ luôn nhá. Cái cặp Sinewa này mà tức là bán đủ bộ luôn. Đây. Sinewa này là bán cho bác là cả máy cả cần luôn nhá. Cái này là mình vừa mới dọn xong, mình chưa vệ sinh gì cả. Nhưng mà về hình thức nó còn đẹp này. Con này bình xăng còn trắng này, thấy không? Sinewa này là Sinewa 25 này. Sinewa shop nhá. Shop này. Đấy, các bác nhìn tổng thể máy này. Từ những cái nệm cao su nó còn rất đẹp này, dây đeo này cực kỳ ok luôn này, bình xăng trắng này, thấy không? Đây, le đỏ luôn này, bình xăng le đỏ này, thấy không? Đấy, rất là ok. Sinewa là Sinewa 25 nhá. Cặp này 25 mấy đây? Con này là K25 đây này, 25cc nhá. 25cc mà có trợ lực luôn. Đây, trợ lực đây. Đấy. Chế độ hôm nay là nói hơi nhiều. Thành ra là khả năng là bị ấy thôi. Bị muộn. Bật công tắc trình. Đấy. Hết xăng thì sức nào. Nào đấy, bác là lấy con này mai xem lại cho, vì con này còn đẹp lắm. Đấy, bác là lấy mai em báo thợ xem lại cho nhá. Con này thì bao đẹp cho bác luôn này. Đấy. Thì con này thì nếu mà ngon lành cành đào này, gửi đến tay các bác là để cho bác mức giá là con giờ 20 này. Giờ 20 tính cho bác giá là nếu mà ngon lành cành đào nhá. Để cho bác giá là 1.1 triệu nhá. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Và chưa tiền phụ kiện luôn, được chưa? Đấy. Nếu bác nào mà muốn mua thêm phụ kiện thì thêm vào 50.000. Bác nào mà muốn bao ship nữa thêm vào 50.000 nhá. Đấy. À, con này tính là 115 mới đúng. Xin lỗi các bác nhá, 11.150.000. À, rồi, tiếp tục đây. Con tiếp theo này. Con này cũng là nó giống con kia thôi nhá. Nó về một cặp. Đây. Đấy, tất là đều rất ok nhá. Đấy. Đấy, cái này thì bác nào lấy nhất là mai bên em dọn rửa cho nó sạch sẽ. Sau đó là sẽ gửi đến tay các bác thôi. Đây, thế này là đỏ này. Cái này quá ok rồi nhá. Đấy. Thấy chưa? Rồi. Cái này mới con này rửa lên là bao đẹp luôn này. Rửa lên là bao đẹp nhá. Màu đỏ au luôn. 25. Đây 25 này. 25cc. Sinewa shop trợ lực nhá. Đấy. Đấy. Ngon không? Đấy. Con này thì ngon rồi này. Đấy.
Đấy. Ok nhá. Con R21 này. Con này tính cho bác giá là 1.150.000 nhá. Đấy, là sẽ rất là ok. Xin được qua shop 25cc. Nòng của nó 33 ly thì phải. Đấy. Rồi. Thì lên nốt cho bác hai cái con cưa này cho nó gọn đi. Hai con cưa này đẹp quá mà. Bây giờ đây cho bác này. Giờ 21 giờ 22 là 22 con cưa này đẹp quá này. Đấy, quay nốt cho bác luôn. 22 là con này. Con này là cưa Kirit này. Con này thì 396 này. Đấy, con này thì nó quá đẹp rồi. Con này thì nó cưa nòng đứng nhá. Mà công suất lớn này, 39cc này. Nam zin, xích zin này, mặt tiền còn đẹp này. Bô còn đen xì này, thấy không? Đấy. Ốp lam này. Đấy, nói chung con này là cưa công suất lớn khai thác, nó là dòng cưa hệ nhá. Cưa hệ này, hàng đắt tiền đấy, chứ không phải hàng rẻ đâu. Đấy. Cái con này thì nó ngon rồi. Đây. Kéo lia. Đấy. Con này xích zin còn rất dày nhá. Đấy, nam zin xích zin khóa xích hoạt động ngọt, êm ru. Chung con này thì nó là hàng đắt rồi. Tổng thể máy này. Đấy. Nếu bác nào mua có điều kiện mua được những cái con này thì nó quá là đảm bảo, rất ok. Rồi, con này quá tuyệt vời rồi nhá. Giờ hay mấy đây? Giờ 22. Giờ 22 cưa này quá tuyệt vời nhá. R22 này, con này tính như con này thì nó là hàng đắt rồi. Cưa nòng đứng này mà còn đẹp nhá. Đấy. Bô bụng và đen xì luôn. Con này để cho bác giá 2.700.000 nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi tiếp tục này. Đây có con này đẹp quá mà. Mấy lần giới thiệu cho bác là toàn bị đứt dây giật mà hôm nay thì em đã vệ sinh nó sạch sẽ này. Và cho con này là con cưa Echo Green nhá. Con này thì tem thiếc trên nam vẫn còn rất ok này. Đấy. Đây, đây hôm nay đã vệ sinh cho nó sạch sẽ. Khóa lam, khóa xích còn rất ok này. Đấy. Trung nam chữ chiếc còn nói chung còn mới lắm. Cưa tay cụt nhá. Dòng Echo. Echo này hot này. Đây, test cho bác xem luôn. Đấy, kéo đe ra. Công tắc đây. Đấy, được chưa? Đấy, con này thì ok rồi. Con này thì nó là ok rồi nhá. Hoàn hảo. Đấy, thì hôm nay thì không bị đứt dây giật dây giếc gì đâu nhá. Ngon lành luôn. Bao nhiêu đây? R23 nhá. Cưa tay cụt R23, con này còn đẹp mới, cái này là nhớt nó bắn đấy nhá. Đấy, còn đấy là đẹp đấy. Con này tính cho bác giá là 1.600.000 nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, con này đẹp rồi nhá, hàng đẹp mới. Rồi bây giờ mới là đi vào cái lô máy này, bác chờ em hơi lâu nhá. Đây có con rẻ, dòng rẻ tiền này, hai con dòng rẻ, hai con bán rẻ cho bác này. Đây, hai con đầu tiên bao giờ là hai con bán rẻ cho bác này. Con đây là 24 này. Hai tờ 24 này, con này là con dòng Jobin Makita nhá. Makita con này còn đẹp lắm. Đây này, bình xăng zin còn trắng này. Đấy, cái này là bị bẩn đấy nhá. Đấy, cái này là vệ sinh nên là đẹp. Đấy. Vệ sinh nên đẹp. Đấy, bình xăng còn trắng này, nguyên bản nguyên zin nhá. Dù là thiếu tay lái bên em lắp đầy đủ cho nhá. Đấy, không sợ lo đâu. Đấy, đầy đủ luôn. Máy
máy cái hoạt động mượt mà nhá. Đấy. Ok nhá. Đấy cái con này thì ví dụ thiếu nắp tay lái, nắp đầy đủ cho này. Nên là hai mấy đây? Nên là 24 này. Giờ 24 cái này tính cho bác giá là 700k nhá. Đấy. Chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa tiền phụ kiện nhá. Bác nào mua thêm phụ kiện thì bác thêm 50.000, bác nào muốn bao ship nữa thêm 50.000. Tổng con này là thanh toán là 800k nhá. Đấy. Phụ kiện sẽ bao gồm là dao, bắt cước, dây đeo, tiếp mở buji, một cái nút giao mở ốc, 5 món. Rồi tiếp tục đi. Thế nên con tiếp theo là con Echo nhá. Con này là Echo 221 nhá. 221 đây. 22cc dòng Echo này dùng bền lắm. Đấy. Bình xăng zin còn trắng này. Đấy. Này là chưa vệ sinh kỹ thôi. Vệ sinh kỹ là đẹp chế nguyên bản luôn nhá. Đấy, Echo. Rồi. Con này thì vệ sinh sạch sẽ cho bác là nó trông rất ok thôi. Đây bình xăng zin còn trắng này. Echo 221 nhá, dòng Echo này dùng bền lắm. Thế là 25 nhá. Con này tính cho bác giá cũng là 700k luôn nhá. Đấy. Rồi tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Là một con máy thuộc dòng Mazu nhá. Mazu này là Mazu 23cc nhá. 23cc này. Con này thì nó đẹp lắm. Đây, tum trắng phao này, 23cc, vỏ không bể vỡ gì nhá. Trong lốp có made in Japan luôn. Đấy. Rồi. Chế chiếc nguyên bản này. Nòng 32 ly nhá. Con này vệ sinh kỹ tí nữa là đẹp đấy. Nói chung máy bao đẹp, máy 23cc dòng Mazu Yama giờ 25. Con này tính cho bác giá 1.150.000 nhá. Đấy. Dòng Mazu này giá nó cao tiền. Đấy. Rồi. Tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo là một con thuộc dòng Mitsu nhá. Mitsu này là Mitsu TN20 nhá. Con này màu vàng này. Đây, Mitsu TN20 đây. TN20 này. Đấy. Đấy, chế le đỏ nguyên bản luôn nhá, tiết kiệm xăng. Con này thì vỏ thì nhìn hơi xấu một tí, hơi bẩn bẩn. Mà máy của nó thì chạy ok. Máy móc tốt, ốc 7 màu các kiểu còn rất ok này. Đấy, có mỗi vỏ hơi xấu thôi, bác nào mà có vỏ mới thay thì ngon. Đập trọng lực luôn. Đấy, Mitsu TN20 nhá. Dòng này đắt này. Dòng này là dòng đắt tiền. Rồi, dòng này đắt tiền mà đùng bền, bền cực kỳ luôn. Đấy, con giờ 25 nhá. Giờ 25 con này tính cho bác 900k nhá. Đấy. Bình thường nó phải, nếu mà đúng giá của nó mà hàng chuẩn, nó chuẩn xịn của nó, à chuẩn vỏ đẹp của nó là nó rơi cửa tầm 1.500.000 nhá. 1.500.000. Đấy, tính cho bác có 900k thôi, rẻ nhá. Mà máy ngon nguyên bản, nguyên chưa bung nhá, chưa kiểu gì nhá. Đấy, không dùng được cơ này. Cứ kéo là máy ngon đấy, chứ không phải máy vớ vẩn đâu, mỗi cái vỏ xấu thôi. Nên bán cho nhanh. Tiếp tục này, lên cho bác con tiếp theo nhá. Là con dòng Echo 260 nhá. Con này là Echo 260 mà đời Hitachi. Đây bác con bình xăng zin trắng phao này, thấy không? Đây là bình xăng zin nhá. Đấy, còn trắng như mức độ như này thì bác biết máy đẹp rồi. Đây.
Echo 25 hay gọi là phiên bản Hitachi nhá. Nó là Echo 260 đấy. Cái này là tung bằng trắng này, tung nhôm nhá. Đấy. Vỏ viếc ok, ngon này. Đời này là nó có giật trợ lực này. Giật trợ lực to này. Chế thì chế nó hỏng bên em thay chế mới thôi. Còn chế của nó thì là chế 2 kim. Ngon giòn. Vì nhìn mình sang ngon trắng như này thì bác biết máy nó ngon như nào. Giật trợ lực nhá. Đấy, các bác là phụ nữ chị ạ. Đấy ạ. Ngon nhá. Rồi, quá tuyệt vời nhá. Echo 260. Phiên bản Hitachi giờ 25 này, giờ 26 này. Giờ 26 con này tính cho bác giá là 1 triệu 6 nhé. Đấy, 1 triệu 6. Dòng này nó đắt này. Echo 260 dòng đắt này, không phải dòng rẻ đâu. Đấy, dòng này là các nơi họ bán toàn trên 2 triệu hết đấy nhé, chứ không phải rẻ đâu. Đấy, để cho bác giá 1 triệu 6 giá thợ đấy nhé. Đấy. Rồi, tiếp tục này. Đây em lên cho bác con này hơi bị độc lạ Bình Dương tí này. Con này là một con máy, nó là con Mitsu lớn. Mitsu này là Mitsu T15. Mà cái con này nó xài IC nhá, không phải vít nửa. Mà con này thì thợ bên em đã lên chế 2 kim. Nên chế 2 kim quăn bờ rồ luôn. Đây. Đây. Đây này, quăn bờ rồ này. Đấy. Đây, Mitsu T15 này, thấy không? Tum lớn nhá. Đấy, tum lớn này. Con này cần thì còn rất đẹp này, nhìn bao da này. Đấy, nó đang thiếu một cái đầu bò thì mai em sẽ kiếm cho bác cái đầu bò em lắp vào nhá. Đấy, hiện tại đang thiếu đầu bò. Đây, xài IC này, IC to đùng này, thấy không? IC chứ không phải vít nửa đâu nhá, các bác yên tâm mà xài thôi. Đấy, con này thì còn đẹp lắm. Nói chung dễ máy dễ lổ. Đây. Đấy. Đây. Đấy. Các bác nào muốn bốc thì xét cơn ốc này vào đây là ok này, chế quan vào dầu luôn nhá. Mà con này công suất nó khoảng tầm trên 30cc về Mitsu T15 nhá. Đấy, mà xài IC, dây giật còn trắng này, thấy không? Đấy. Thấy chưa? Đấy, con này thì quá tuyệt vời rồi. Mai sẽ kiếm thêm cho bác một cái đầu bò nữa nhá, lắp cho bác tay lái đầy đủ. Đấy, nguyên bản luôn. Mitsu T15 con giờ 27 nhá. Giờ 27. Con này tính cho bác giá là 1 triệu 1 triệu 1 nhá. Đấy. Là đã lên chế 2 kim luôn này, thấy không? Thôi tính cho bác giá 1 triệu đi cho nó nhanh. Đấy. Rồi. Nghe hôm nay là nên hơi dài. Đây lên cho bác một con tiếp theo nhá. Con này thuộc dòng gọi là hit luôn. Mà chỉ có dân các bác nào sành điệu mới dám mua thôi. Trong này là dòng Rubin nhá. Rubin chùa lớn này. Robin chùa lớn, Robin NB2321 nhá. Con này thì bác nhìn cái quan sát bình sắc gì nó trắng như này thì bác biết mức độ con máy nó đẹp đến mức độ nào rồi nhá. Đấy. Chế của nó là chế one bezel 2 kim nhá. Tum nhôm nhá. Đấy. Nói chung bác nào là dân sành máy thì mới biết về cái dòng này. Dòng này cực kỳ ngon. Đây. Nó rằng đắt nhá. Đấy. 32cc như là con này là 38 ly nhá, phát cước ngon. Đấy. Hơi này. Đấy, rất hơi cho bác biết này. Đấy, con này ngon mức độ kinh khủng luôn. Đây. Quá ngon nhá. Giờ 28. Bình thường những cái con này là nó phải rơi cửa tầm 2 triệu rưỡi chứ không ít đâu nha. 2 triệu rưỡi đấy chứ không ít đâu. Một con này tính cho bác giá thợ đấy. Giờ 28 này. Giờ 28 con này tính cho bác giá 2 triệu nha. Chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa tiền phụ kiện nha.
các bác cứ tham khảo dòng này nhé. Dòng này bán tầm 2,5 triệu, không ít đâu. Rồi, tiếp tục này, em lên cho bác con tiếp theo này. Là một con máy thuộc cái dòng gọi là dòng Hitachi nhá. Hitachi. Con này là 33cc nhá. Con này nòng 38mm này. Phát dao phát cước cực kỳ ok luôn. Đấy. Con này thì bên em đã lên chế 2 kim này, thấy không? Đấy, chế ga ngang nhá. Đấy. Con này tum máy tum lớn này, tum 330 này. Công suất 33cc nòng 38 nhá. Cần xoay nhá. Cần dài 1,5 m nhá. Cần dài luôn nhá. Đấy, đẹp, đầu bò to. Đấy, to dùng bè. Nói chung mấy dòng này dùng bè lắm. Con này thì đẹp rồi. Đây, bơm xăng này, kéo le này. Lại đây. Được, còn chưa? Đấy. Rồi, con này quá tuyệt vời. Giờ 29 nhá. Giờ 29 con này tính cho bác giá là 1.350.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa tiền phụ kiện. Rồi, thôi video nó dài em xin kết thúc video tại đây đi. Bác mua hàng liên hệ với em theo số kia nhá. Rồi, cảm ơn các bác xem video.